Hi, hôm nay là một ngày rất là đẹp, ngày 10 tháng 10. Và các sản phẩm hôm nay cũng rất là đẹp. Đấy, siêu phẩm đấy. Rồi hôm nay có cái con này hết nước chấm rồi. Hai con này nó sẽ là VIP nhất trong ngày hôm nay. Rồi em đi luôn ha. Citizen, thật ra thì anh em đến với kênh em á thì sẽ săn được rất là nhiều các mẫu diesel Citizen rất là đẹp và giá cũng rất là tốt so với giá thị trường, bởi vì hàng của em là mình gọi là săn theo cái kiểu là đấu giá đó, cho nên á cái giá nào mà em nhắm về mình bán được cho các anh sưu tầm với giá tốt thì em mới dám chơi. Con này sẽ là dòng Bluetooth, vẫn là hàng nội địa Japan nha, made in Japan bên đây nè cả nhà. Bên cạnh đó thì chiếc này nó được trang bị kính selfie, nó thực sự rất là tuyệt vời, bởi vì anh em có thể nhìn cái kính của nó này. Kính selfie á, thường sẽ là kính bằng, rất là hiếm có những dạng kính selfie mà nó cong, còn cái này á, là kính selfie lồi nữa kìa, và chúng ta sẽ thấy nó vét như vậy. Bởi vì tại sao bên hãng nó thiết kế cái khúc này như vậy? Thứ nhất chúng ta sẽ thấy đây sẽ là một cái form kính tràng viền, nó không như những cái dòng khác, nó không như cái dòng đây, nó sẽ có cái viền ở đây nó bảo vệ mặt kính, hay như cái con này nó sẽ có cái viền ở đây nó bảo vệ mặt kính, còn riêng cái chiếc này có thể thấy là nó tràng viền luôn. Chính vì vậy nó phải thiết kế kính nó sẽ cong vét như vậy, tránh cái trường hợp gọi là va chạm khi mà chúng ta làm việc, nó bị chỉ cần mà kính selfie á, mình vô tình mình va chạm mà nó vô cái thế nó xui lắm á, nó bị cấn là nó rạn hết nguyên cái mặt kính này. Chính vì vậy mà bên phía nhà sản xuất họ đã thiết kế cái chỗ này nó vét, nó sẽ giúp cho cái đồng hồ được bảo vệ một cách tối đa. Đặc biệt cái dòng này nó lại có thêm một cái chi tiết khác khá là hay. Chúng ta sẽ thấy ở bên phía góc 2 giờ nó sẽ có một cái kim tính năng. Và hiện tại là nó đang chỉ vào chỗ off. Nếu như chúng ta bấm cái nút này thì nó sẽ đưa về cái trạng thái gọi là dò sóng hoặc là kích hoạt kết nối internet. Mình cho nó trở về bình thường nha. Và cái góc 4 giờ nè, bây giờ mình ấn vào cây kim nó sẽ chuyển qua chế độ là báo thức. Ấn cái nữa nó sẽ đo mức độ pin, và hiện tại chiếc này pin đang rất là cao. Bấm thêm cái nữa nó sẽ đưa về sao chế độ bình thường, và hôm nay sẽ là thứ ba. Có nghĩa là sao, nếu như chúng ta bấm cái nút này mà nó chỉ vào chữ on, có nghĩa là đồng hồ này đang được kết nối Bluetooth với điện thoại. Bấm thêm cái nữa chế độ alarm, nếu như nó chỉ vào chữ on, có nghĩa là đồng hồ này đang được cài đặt báo thức. Thì dĩ nhiên các tính năng đó lát nữa em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Còn hiện tại là em đang phân tích các cái chú giải ở trên các cái mặt số này. Góc 6 giờ của chúng ta sẽ gồm các tính năng như những cái mẫu Citizen mà em từng bán, đó là làm sao giờ thực tế nè, giờ báo thức nè, chronograph nè, bên đây là local time, có nghĩa là một cái múi giờ thứ hai, và ở góc 9 giờ chúng ta sẽ là kim 24 tiếng. Ở đây mình sẽ thấy có một cái ký hiệu Bluetooth. Ngoài ra chúng ta sẽ có các cái dòng số ở chỗ này, đây là AT, có nghĩa là kết nối với lại điện thoại, kích hoạt kết nối. Đây là thông báo cuộc gọi, thông báo tin nhắn, vân vân. Đầy đủ các cái tính năng của một chiếc đồng hồ mà đồng hồ thông minh luôn á. Có thể là thay vì mấy anh đeo những cái chiếc đồng hồ smartwatch như là Samsung, iPhone, thì chiếc đồng hồ này nó thay thế gần như cái điều đó. Bởi vì cái chiếc này nó sẽ thông báo cuộc gọi này, thông báo tin nhắn này. Và khi mà chúng ta để quên điện thoại ở đâu đó, chúng ta có thể sử dụng chiếc đồng hồ này
để cho mình tìm điện thoại của mình trong cái phạm vi bao nhiêu mét, hình như là 5 mét hay 10 mét gì đó, nó sẽ rung lên để chúng ta có thể tìm. Tuyệt vời ha. Mẫu này thì dĩ nhiên là chỉ dành cho mấy anh tay to thôi, tay vừa và to nha, bởi vì con này là form của nó khá là to, cũng như là nó trang bị cho bộ dây cao su á, thì nó là dành cho mấy anh mà thể thao rồi. Kích thước là 43.5, chiều dọc của con này nó sẽ rơi vào cỡ độ là 51 52. Dành cho mấy anh tay ít nhất cũng phải là 16.5 nha. 16.5 men là ôm tay đẹp luôn á, 16.5 17 là ok, rất là ok, còn cỡ 16 thì nhiều khi lên thì cổ tay nó sẽ mình sẽ thấy đồng hồ nó hơi to so với cổ tay. Mặc dù tích hợp rất là nhiều cái công nghệ hiện đại, tuy nhiên về độ dày thì em thấy nó ở cái mức vừa phải, nó vẫn khá là ok, bởi vì với những cái dòng đồng hồ 6 kim mà em từng bán, có những cái con Casio DeFi đó, độ dày của nó cũng khá là nhiều, khá là dày, trong khi chiếc này lại được trang bị cái tính năng Bluetooth nữa. Như thường lệ chúng ta sẽ rút ra một nắp, và bây giờ chúng ta sẽ xoay, xoay lên hoặc là xoay xuống để mình chuyển sang các tính năng khác như là báo thức nè, chronograph, vân vân. Và chiếc này thì hiện tại em Dư đã chỉnh về lịch lịch vạn niên chuẩn cho cả nhà mình rồi. Thứ ba nè, ngày 10 nè, tháng 10 năm 2023, và hiện tại là đang là 12 giờ kém. Cho nên chiếc này em Dư sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách kết nối Bluetooth. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa về chế độ local time, có nghĩa là múi giờ thứ hai. Thì mình sẽ chờ cho cái đồng hồ này nó chạy tự do cho tới khi nào nó dừng. Tiếp sau đó anh em sẽ vào cái app điện thoại của mình đó, Android hay là iPhone cũng đều có cái app này. Đây là cái app Citizen. Trước tiên là chúng ta phải bật tính năng Bluetooth lên đó cả nhà. Đây, bật tính năng đây là bật tính năng Bluetooth lên trước cho đã. Đây nè, nó có hỏi luôn rồi nè, thấy không? Nhanh ghê chưa? Chưa gì nó có hỏi nhưng mà đang đang là không kết nối nè. Rồi, ở màn hình chờ của nó sẽ là như vậy. Sau khi bộ đồng hồ nó đang sao? Nó đã dừng rồi. Chúng ta sẽ ấn nút 4 giờ nè. Hiện tại là nó đang đưa về cái chế độ là kết nối Bluetooth. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên cái nút 2 giờ cả chừng vài giây. Nó sẽ bật văn on, có nghĩa là nó cho phép kết nối. Thì bây giờ mình sẽ để gần cái điện thoại của chúng ta. Rồi nó kết nối rồi này cả nhà. Anh em lưu ý nha, lúc nãy khi mà chưa kết nối á thì cái phần mà chuông báo này nè nó đen. Còn bây giờ sau khi kết nối xong là bắt đầu nó đã hiện, nó cho phép mình sử dụng các tính năng này. Nói chung cũng khá là đơn giản ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa về chế độ local time. Sau đó là chúng ta sẽ bấm cái nút 4 giờ để cho kim vị trí 2 giờ nó đưa về chế độ kết nối Bluetooth. Sau đó chúng ta giữ nguyên cái nút 2 giờ này cỡ chừng 3-4 giây rồi đó. Sau đó nó sẽ đưa về chế độ on, nghĩa là kết nối. Và cái màn hình điện thoại của chúng ta nó sẽ đây, ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ đặt báo thức nè. Rất là nhiều các cái chế độ mà anh em có thể sẽ nghiên cứu thêm. Đây là giờ thế giới nè, rất là tuyệt vời. Ví dụ như là đây, New York đi, bấm thử coi nó có cái nút ok không ta, local time. Đây nè cả nhà, nó chạy, là có nghĩa là sau khi mình đưa tay mình chỉ vào một cái địa danh nào đó thì ở phía trên này nó sẽ có một cái nút xác nhận,
Mình chỉ việc ấn cái nút xác nhận đó thì cái bộ đồng hồ local time này nó sẽ đưa về đúng cái thành phố. Summer time UTC vân vân. Thì hiện tại bên New York đang là 0 giờ 45 phút sáng. Và bộ đồng hồ của mình đã tới đây dừng nè. Chuẩn giờ luôn nha, 0 giờ 45 phút nè. Ok chưa? Để coi còn cái tính năng nào hay hay nữa không. Đây. Ví dụ như là ở đây nó sẽ cho phép mình kết nối gọi, cái này là gọi FaceTime cho những cái người ở trong cái danh bạ của mình, vân vân. Thì là vậy, những cái này là anh em mình về mình nghiên cứu thêm ha. Con này dây vòng tay của nó đang rơi vào cỡ độ là 17.5 yếu, 17 mạnh. Có thể là tay mấy anh cỡ chừng là 17 hoặc là 17.2 là mang ok nha. Bởi vì dây đây là dây cao su. Khó là khó zin, và khó này có cảm giác giống như là khó dành cho mấy cái chiếc dây sắt á. Nhưng mà có một cái em cũng vẫn chưa hiểu lắm. Có nghĩa là cái con này á, đầu dây này là dây 22, nhưng mà cái khó nó khó 20. Tuy nhiên dây sắt á thì nó lại không có cái vấn đề. Dây sắt là phải 20 20 hay là 22 22. Cả nhà mình hiểu không? Thành ra cái khó này á mình chỉ có thể tận dụng cho một cái dây sắt khác đầu 20 thôi. Chứ nếu như chúng ta mua một cái sợi dây sắt đầu 22 gắn vào thì sẽ không tận dụng được cái khó này. Thì đó là do nhà sản xuất họ họ làm như vậy, chứ không phải là em dư về làm như vậy. Rất là nhiều anh hay hỏi cắt cớ như vậy đó, tại sao nó phải là như vậy, em đâu có sản xuất ra đâu, khổ ghê. Rồi, tặng kèm cho cả nhà mình một sợi dây cao su màu xanh trùng với lại màu bạc của đồng hồ. Và nó đây, nói chung là mình về mình có thể đeo thay đổi. Dây zin là dây màu đen nè, mình gắn vào đây mình đeo tùy cả nhà mình ha. Và chiếc này hộp của nó là cũng rất là xịn đây. Rồi, con này mẻ 69, giá là 3 triệu rưỡi, tình trạng là full tính năng. Và quan trọng nhất là mức độ đo pin của nó đang ở mức rất là khỏe. Đây, đợi cái thang đo này là cao nhất, cho nên là con này là mình mua về mình xài mình rất là yên tâm về cái vấn đề là pin bọng nha. Tiếp theo là một con TCH. Đây là một cái mẫu đồng hồ cũng thuộc nhà Citizen. Và mẫu này đấy, đọc không? Đây, nụ ngược, núm, ba cái núm này nó sẽ đưa về hướng 12 giờ. Và nó thiết kế cũng khá là hay nha. Nhìn 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 rất là độc lạ luôn á. Đẹp đó. Con này thì dây zin của nó đây cả nhà. Dây zin của nó là cũng màu tím trùng màu mặt với lại đồng hồ. Tuy nhiên thì dây zin của nó khá là cũ rồi. Em sẽ vẫn gửi kèm cho cả nhà mình thôi. Có những anh á, thì anh thích sưu tầm, anh muốn zin hết toàn bộ, anh thích sưu tầm. Thành ra là chỉ trừ khi nào mà dây nó gãy, nó nát, nó đứt thì em dư mới vứt thôi. Còn về cơ bản tuy là dây này nó cũ nhưng mà vẫn xài được. Đây, em đã có thay cho anh em mình một sợi dây da màu đen có vân, khó là khó zin. Và con này nó sẽ theo cơ chế là 3 cốt 6 kim 1 lịch. Cây kim dài này sẽ là cây kim dây của bộ thể thao ha. Bên này sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính nè. Bên đây là cây kim phút và kim giờ của bộ thể thao. Lịch đẹp lắm. Form này thì chắc chắn là rất là ôm tay rồi. Size 42. Chiều dọc của con này nó cũng cỡ đó thôi. Mẫu này thì mấy cái anh em á, mình mang mình thay dây thép về mình mang cũng được nha. Tại vì nó cái đầu của nó sẽ là như vậy. Mình chỉ gắn vào đấy thôi, không có trở ngại gì đâu. Toàn bộ là thép nè. Kháng nước 3 ATM. Mẫu này độc lạ nè, có dạ quang luôn á.
Ồ, dạ quang đẹp đó nha. À, dạ quang bộ kim và các cái đầu cọc số. À, tiếp theo sẽ là một con Ocean Nude. À, nếu mà nói về Casio thì phong khúc Ocean Nude nó là cao cấp nhất rồi. À, con này thì nó có một cái hai tính năng mà mấy anh em rất là thích, đó là có đèn để mình xem giờ ban đêm, và dòng Ocean Nude đó thì nó có tới trang bị hai cái đèn luôn, rất là sáng nha. Sáng. Chiếc này nó sẽ là pin năng lượng, và em Dư cũng đã chỉnh lịch vạn niên cho cả nhà mình rồi. Mình về thì mình chỉ có xài thôi. Đấy. Có báo thức nè. Không, sau khi mà mình anh em lưu ý nè, mình ấn cái nút 4 giờ nó đưa về cái chế độ báo thức á, thì nó sẽ hiện on off, và nếu mà để chỉnh chế độ này mình sẽ giữ nguyên nút 2 giờ đó, nó sẽ đưa về chế độ on rồi nè, thấy không, tắt nè, off nè. Đó, cứ thế mà anh em mình về mình mò mình chỉnh thôi. Con này thì dạ quang sáng lắm nha. Ở một mẫu đồng hồ Casio đơn giản, pin năng lượng khỏe, có đèn, có dạ quang, dễ xem ngày xem giờ. Chiếc này là 1.080.000. Anh em mang mấy chiếc này mình đi gọi là đồng hồ đi cày, bèn cho mấy anh em đi cày đi làm mang rất là bền. Con này kích thước nó cũng dễ đeo lắm, đâu cỡ B9 đó. Đúng rồi cả nhà, con này là khoảng 39 và chiều dọc của con này nó là cỡ 45. Ôi dễ đeo vô cùng. Đó, dây thôi, dây này là dây em Dư thay mới, dây thép cho nên là rất là dài. Chiếc này về nó chỉ có cái mặt thôi nha cả nhà. Đó, rất là dễ đeo. Tiếp theo sẽ là một con cũng là Citizen luôn, và đây là một cái dòng nó kiểu giờ thế giới. Mấy cái mẫu này mấy anh em thích lắm nè, tại vì cái kiểu nó nhìn nó khá là sang. Bên cạnh đó thì nó là chất liệu titanium nguyên con, rất là nhẹ, rất là bền, và không có phải lo về vấn đề bị kích ứng tay. Rút ra một nấc là để mình chuyển sang các cái múi giờ của những cái thành phố khác được khắc trên cái viền này. Thì Việt Nam của mình sẽ sử dụng giờ BKK. Mình rút ra hai nấc là bắt đầu nó sẽ đưa về cái chế độ mà chỉnh thời gian. Đây là giờ mùa đông mùa hè này. Nó báo là on hay off, thì mình như là on là thì nó chạy trước 1 tiếng. Bấm nút này nó sẽ đưa về mình chỉnh thời gian, giờ phút ngày tháng năm vân vân. Con này thì size của nó cũng khá là gọn nha, dành cho mấy anh mà tay vừa vừa rồi á, mình đeo mấy cái này là chắc chắn là mang vừa hết. Đây là những cái mẫu đồng hồ mà nó phù hợp với rất nhiều cổ tay của mấy anh em. Size là cỡ 39 và chiều dọc của con này nó là cỡ 45, dễ đeo ghê lắm. Tính ra hai con này là kích thước ngang nhau luôn á. Nhìn Ocean núi thì có vẻ nó to hơn, đó là bởi vì nó có đèn, cho nên là nó dày hơn. Nhưng mà về cơ bản thì cả hai con này thì kích thước và chiều ngang chiều dọc đều tương đương nhau, anh em mình đeo chiếc nào cũng vừa hết. Siêu phẩm đây, Orient mặt huyết này, thấy bộ kim và cọc số nhìn mê không? 7 kim 1 lịch, góc 6 giờ sẽ là có tính năng báo thức. Đúng cổ chai luôn nha. Test chuông bằng cách mình rút ra một nấc xong mình giữ nguyên nút 2 giờ nè. Mình sẽ nghe tiếng chuông. Còn cài đặt báo thức mình sẽ sử dụng nút 4 giờ để mình chỉnh cái bộ báo thức dưới này. Đây là dòng năng lượng nha cả nhà. Mặc dù ở chiếc này nó không có ghi, nó không có ghi trên thông số hay là solar hay là gì hết trơn á, thậm chí là dưới đáy nó cũng không ghi luôn. Tuy nhiên con này nó lại là năng lượng, bởi vì chúng ta có thể nhìn cái mặt kính của nó, nhìn cái mặt số của nó đó. Đây là
cái tấm pin năng lượng nó để ở phía dưới này. Nói chung là do em bán nhiều á, mình gặp nhiều, mình từng gặp qua rồi à, cho nên là mình biết à, cam kết với mấy anh là con này là pin năng lượng nha. À, dòng này nó sử dụng kim chrono trôi luôn nè. Tính ra cái con này á, nó rất là nhiều các cái tính năng mà xịn nha. À, tại vì sao? Thứ nhất là chúng ta thấy được cái bộ cọc số nó nhìn rất là đẹp, một cái chất thép bắt sáng rất là tốt. À, một cái ưu điểm thứ hai á, nó là kim chrono trôi, có nghĩa là sử dụng bộ máy rất là xịn. Rồi sao? Có béo thức, có ngày, mặt huyết của nó cũng rất là đẹp. Dây khó nguyên zin hết và thép đúc toàn bộ. Đâu phải kim trôi mượt ghê. Ở con này là 1.950.000 ha. Mẹ 74. Size 40. Chiều dọc con này sẽ là cỡ 45 46. À. Ô tính ra chiều nay là toàn là mấy cái mẫu dành cho mấy anh tay vừa không mấy nha. À, mấy con này kích thước ngang nhau hết. Một cái gọi là kích thước phổ thông. Chỉ có con đây là nó hơi to to một chút thôi. À, còn cuối cùng là con đây nè. Mẹ 73 750 đẹp không? Anh Ba Seco mới 99% full box luôn. Con này mấy anh mua tặng cũng được luôn á. À, mẫu này rất là đẹp nha, nhìn sang gớ không? Thấy vậy chứ mấy con này hơi bị lợi hại đó. À, hai bộ đồng hồ. Bộ đồng hồ bằng kim, rút nụi ra chỉnh giờ bình thường. Và nó vẫn là nụ cổ chai. Hai nụ bên đây để chỉnh cái bộ điện tử dưới này. À, đây là đang là ngày 10 tháng 10. À, đây là cái chế độ mà ngày tháng. Rồi mình có thể chuyển sang một cái bộ đồng hồ thứ hai thì mình có thể tùy chỉnh cũng được. Đấy, báo thức nè, rồi chronograph nè, nó nhấp nháy, nó cho phép mình chỉnh giờ. À, niềng xoay. À, con này thì cực kỳ mới, form nó sẽ là form nhà Rolex, à, rất là đẹp. À, niềng nước vàng là đẹp đó. Con này là siêu mới luôn nè. Mấy anh mà lớn lớn tuổi ấy, mình mua mấy con này mình đeo cực kỳ là sang luôn, mà giá rất là phải chăng. À, và mấy chiếc này mình đeo đi tiệc rồi này kia cũng rất là phù hợp. Con này kích thước là 36.5, à, chiều dọc của nó sẽ là cỡ 42-43 thôi. À, mặt là màu vàng mỡ gà rất là đẹp, bộ kim cọc số dạ quang sáng. À. Rồi, hôm nay em Dư giới thiệu đến cả nhà mình mấy cái mẫu đồng hồ như vậy. Chiếc nào nhắn em nha.